Mà ngồi thiền khó khăn á, ví dụ mình ngồi ngồi quán quan lâu quá, ngồi ngủ không được á, nhiều khi cái niệm của mình nó nóng quá đi, niệm mousse á, niệm mà là bằng ni lông á, hoặc là ở dưới đó mình bọc bao ni lông gì đó, à, cái ngồi đó khó khó chịu, nó không có cái sức nóng của trong người mình đó, với lại cái điện, nhiều khi cái nhân điện không có chỗ mà nó thông thông ra đó, thì nó hơi nóng, nó làm cho mình bực bội, thì mình đổi cái gối ngồi đi ha, hoặc là mình ngồi xuống cái thềm gỗ đó ha, hoặc là nhiều khi ngồi đất á, cũng tốt vậy, hoặc là ngồi trên đá, cái đá mà kiểu đá cuội như ở đây đó, ngồi cũng tốt lắm á. Nhiều khi ngồi nó hơi đau thì mình lót một cái khăn mỏng thôi, không phải cái khăn dày á, chứ không có mỏng, mà khăn là kiểu khăn khăn bằng 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 cách cơ tông á, một vải á, này con vải thường á nha, cho nó thông hơi đó. Hoặc là mình ngồi đến những cái niệm mà nó làm bằng chiếu hoặc là bằng cỏ, biết không? À, nó giống như kêu mà tatami của người Nhật á, à, giống như chiếu của Việt Nam nhưng mà nó làm dày hơn đó. À, mình ngồi những cái đó nó hơi cứng chút, nhưng mà nó không có cứng như là kiểu đá hoặc là gỗ, nó cứng nhưng mà nó không cứng, thấy không? Và nó có thông khí ở trong á. Ngồi như vậy nên nhiều khi nó ngồi nó hơi lâu, thì quý vị coi cái niệm nào mà mình ngồi nó hơi mà nó khỏe đó, thì mình phải biết là nhiều khi cái niệm mình ngồi nó hơi nó ảnh hưởng tới cái sự ngồi thiền của mình ha. Nhiều khi mình ngồi thiền ngồi quán âm á, tự nhiên nó cảm thấy nó tức ngực chỗ này ha, hoặc là nó nóng nảy, nó khó chịu, làm như mình muốn nhảy lên đi chỗ khác liền, không thể nào ngồi thêm được một giây đồng hồ nào nữa đó. Cái đó là tại vì nhiều khi cái nhân điện của người mình á, cái sức nóng trong người mình nó muốn ra, cái trượt khí nó ra mà không có chỗ nó thông đi á. Tại vì cái dưới này mình ngồi bằng cái niệm mousse này kia đó, những cái đó nó làm cho nóng thêm, nóng nảy thêm con người á. Nó làm cũng như nhiều khi quý vị đắp cái nó mềm, mình ni lông thấy nó chá lửa rồi không, nó xẹt lửa rồi, tại vì nó có cái chất cái gì không biết nữa hả, điện static static tiếc biết rồi, nhưng mà nó tiếng Việt tĩnh điện à, nó làm cho mình khó chịu ha. Thì quý vị ngồi trên một cái miếng gỗ hoặc là ngồi trên chiếu này kia đó, cái đó thì nó mát đi cái chân á, để cái chân trần của mình đó, ngồi lên đó rồi cái mình ngồi quan âm cái nó bớt liền, ngồi lâu được lắm. Nhưng mình ngồi xuống dưới thềm bằng gỗ ha, mình ngồi chồm hổm kia đó ha, rồi mình để cái đầu hai cái gối mình lên cái nệm cái sofa hay cái gì mà mềm cũng được nữa, hoặc là trên cái bàn thấp thấp nào đó, thì ngồi mình ngồi lâu á, nhưng mà cái chỗ này phải mềm nha, cái chỗ mình để cái cùi chỏ mình phải mềm, chứ nếu không nó đau khó chịu lắm á. Nhưng mà khi nào mình thấy bực bội như vậy là nhiều khi mình phải đổi cái cách ngồi của mình, hoặc là đổi cái chỗ ngồi, hoặc là đổi cái niệm ngồi, nhớ không? Vậy thôi. Còn khi nào mà nó đổ hết chân cả nhà, đi vòng vòng cả nhà rồi mà chưa được là biết cái nghiệp chướng rồi đó. Cả lúc đó phải kiếm cách khác, không? Phải sám hối hả? Này, rồi phải hoặc là phải vận động một chút. Nhiều khi ngày xưa nó bắt lại Phật đó là cái cách vận động thôi, chứ không phải là cần phải người ta tôn kính Phật là phải, nhưng mà bây giờ ví dụ mình muốn mình lạy cũng được đó, mình lạy trời lạy đất gì đó hả, cho nó giãn gân giãn cốt ra, hoặc là mình tập thể dục một chút gì đó, mình treo trên trần nhà gì đó không phải treo cổ mấy cái tay á, nhiều khi mình cái bằng cái gì parafix hả, tiếng Anh lại biết được nó tốt tiếng Việt hả, tính đu á, kéo cái tay một chút, ngồi thiền lâu nó lưng mình nó khòm khòm á, rồi cái xương sống nó hơi cái gì đó cong cong á, mình có cái sư phụ cũng có nữa trong phòng á, đóng một cái cây sắt gì ngang đó, nó làm vậy nè một chút thôi cho cái gân cốt mình giãn ra, còn không thì mình tự giãn gân giãn cốt mình ra đó này, cái ví dụ vậy đó hả, là mình ngồi nữa khi nào mà đổi nó làm hết cách rồi mà không được nữa, thôi chịu đựng đó nha hả, bỏ thép luôn á. Dạ. Dạ. Tán Phật nghe, hoặc là sư phụ lúc mà đi hoằng pháp có nói pháp gì đó, cái nào mà sư quý vị thích á thì bỏ ra nghe, hoặc là âm nhạc của sư phụ hay là sư phụ đánh đờn cái gì cũng được hết á, miễn là có sư phụ bỏ tay vô đó là được, không cần biết nó hay dở đừng có nói. Lúc đó quý vị nghe những cái nhạc đó, cho nó nhẹ bớt cái sự áp lực ở bên trong,
làm cho cái lực lượng mà phổ định của mình đó, nó cũng êm hết, nó nghe nhạc nó quên. Thành nó nghe cái bài này mà đánh vô luôn xong. Thôi bỏ đi chơi chỗ khác cho rồi. Nghe mà đến từ kiểu này hồi mệt quá. Hiểu chưa? Cái nào mà nó bực mình quá thì đưa cái thêm mấy cái đường mà đánh dở hung á. Dở thêm là dở rồi cho nó đuổi nó đi cho rồi. Tại nó nghe nó ngán quá nó phải chạy thôi chứ. Cái lực lượng mà mấy con ma đó nó nghe sư phụ đánh đường lộn xộn nó sợ nó chạy mất, nghe điếc tai. Nó đi ra ngoài cái club á, câu lạc bộ đó hay là gì đó, night club nó nghe hay hơn, thấy không? Nó nhảy nhót lung tung á. Thí dụ vậy đó hả? Đặng cho nó nhẹ bớt cái đầu óc của mình, cái sự áp lực đi, mình nghe cái mình quên cái đầu óc mình không có đề kháng quá sức đi, thấy không? Nghe sư phụ ở nhà hiếm được đó hả? Còn nếu quý vị nghe nhạc rock and roll mà thích thì thôi nghe, không sao hết, không có nghe gì đâu nghe hả? Nhưng mà mấy kia sư phụ không có bảo hiểm hả? Nghe nói á, nghe tụi nó nói nghe mấy nhạc cái sư phụ đỡ lắm. Thành ra sư phụ với sẵn dịp nói luôn. Chứ còn quý vị thích cái nghe gì mà nghe mà quý vị đầu óc được thanh thản, ngồi thiền được lâu là ok rồi hả? Mấy kia sư phụ không biết hả? Chứ mà nghe mấy nhạc này nghe tụi nó đỡ lắm. Người nhập ma rồi, ma nó cũng đứng dậy nó nhảy luôn luôn. Rồi một hồi nó chạy mất. Nó nhảy mệt quá chạy mất hả? Ví dụ vậy đó. Mình làm cho mình làm đủ cách để cho đầu óc mình nó thanh thản, để ngồi thiền nó nhẹ nhàng nó lâu ha. Chứ không phải không nhất thiết lúc nào mà ngồi thiền không được cũng là nghiệp chướng cả. Nhiều khi mình ngồi cái gối nó không có êm, cái gối nó nóng quá, cái gối nó cứng quá, cái gối nó mềm quá, nó lún xuống á, mình ngồi không có được thẳng á thì nó cũng không lâu. Có nhiều trường hợp thì quý vị phải coi ha. Coi trường hợp nào, hoặc là nhiều khi mình ăn uống no quá đi, ăn những chất nó quá nóng hả, cay mặn nồng quá sức á, là cà phê trà kích thích quá đó, ngồi nó như là ở dưới cái gì của mấy ông yoga ngồi bằng trong. Thì quý vị phải coi hả, cái cách nào mà làm cho mình ngồi lâu á thì mình phải thử lần lần nhé. Nhiều khi mỗi ngày mình ngồi mình thử, có nhiều khi cái nhà của quý vị cái chỗ nào nó thông hơi hơn, chỗ nào nó bí hơi hơn này kia đó thì phải coi cho kỹ. Nhiều khi mình ngồi chỗ này nó hay hơn thì mình ngồi chỗ đó. Vậy đó, phải uyển chuyển hả? Mà tu hành, chứ không phải lúc nào cũng phải ngồi mà xếp bằng cứng ngắc như vậy hả? Nhiều khi sư phụ ngồi trên ghế gấp chân ở trên bàn á, ngồi như vậy mà cũng có cảnh giới rầm rầm nè. Nhiều khi mình ngồi Quan Âm mệt quá đó, gục cái đầu xuống bàn luôn á, cũng có cảnh giới rầm rầm mà. Hoặc là quý vị mệt á, mệt thì thay vì mình ngồi Quan Âm thì mình cũng như mình bò á, thấy không? Mình bò dưới sàn á, cũng ngồi y như vậy, nhưng mà là thay vì mình ngồi thẳng thì mình ngồi nằm á, ấp mặt xuống á, ấp mặt xuống gối hay là gì đó, vị trí cũng để nguyên, nhưng mà thay vì là thẳng vậy mình vậy, hiểu không? Vậy nó cũng thay ánh sáng rồi nữa. Hoặc là ngủ bò cũng có ánh sáng. Nhiều khi ngủ thẳng không có ánh sáng, tưởng đâu nằm thẳng vậy hả, mắt nhắm rồi để trí mắt trí huệ, để đầu óc với mắt trí huệ đây có ánh sáng không, có nhiều khi mình nằm lật hoàng bên kêu có ánh sáng, hoặc là mình ấp xuống có ánh sáng, tùy theo hả. Quý vị làm sao quý vị vui vẻ sung sướng tự tại là được rồi. Nhiều khi ngồi lâu mệt quá không có ánh sáng thôi nằm xuống ngủ. Mình tới thế giới năm huyền á. Nhiều khi tới thế giới thứ năm huyền cho con sáng à, ánh sáng huyền á đang thụ lùi. Thử ha, với lại phải kiểm soát cái thức ăn của mình. Nhiều khi bây giờ nước Âu Lạc giàu rồi đó, bánh gì nó cũng bỏ trứng ở trong hết đó. Tại nó đâu có gì nữa đâu mà ngoại trừ trứng ra bị bỏ gì nữa. Bánh trứng kem hả, nhiều khi kem mà kem ly á, nhiều khi họ bỏ trứng ở trong á. Còn sữa rồi nó bổ, nhưng mà thật là cũng có gì lắm đâu hả? Nếu cần thì ăn uống ha, không cần thì thôi, chứ đừng có ép mình uống sữa, nhiều khi lộn xộn, phải không? Tại mình không phải con nít á, có tiêu sữa nè. Ngoài ra cái gì cũng ăn được hết hả, nhưng mà đừng có ép mình quá, và ăn sữa ăn gì đó phô mát này cái đó chưa chắc là bổ gì lắm đâu. Mình ăn đồ ăn thường của Việt Nam có rau tươi trái ngọt á, những cái đó nó giúp đỡ tiêu hóa tốt lắm á. Ăn đậu hũ hả, đậu phộng hả,
hay những cái đậu đen đậu đỏ gì đó. Việt Nam nhiều nhiều đồ ăn bổ lắm, ăn thường thường vậy là đủ rồi. Rau muống chấm gì đó, đậu hũ trâu vậy đó, đủ, không có sao đâu, không có thiếu thốn gì đâu. Hả? Ăn vui đủ chết đồng sợ món bò. Thôi đừng ăn. Sáng qua ăn cái nhiều thứ đâu có rượu đâu, đủ đâu phải cái trâu nào cũng có rượu đâu. Hả? Không phải đâu, để lâu nó nhiều khi nó lên men một chút mà cái rượu nó ít lắm không có sao đâu. Nhưng mà ăn bánh mì nó có một cũng có chất rượu ở trong á, nó lên men á. Cái chất cái rượu ở trong đầu cháo nó cũng cỡ bằng bằng ở trong bánh mì thôi. Ăn xong mà không có say xưa đó là được rồi. Chút chút thì mình cực đoan quá vậy, thôi chết luôn cho rồi đừng ăn gì hết. Quá sức vậy thì thôi, chuyện đã ăn xong là chết luôn. Là ăn an toàn nhất phải không? Bao giờ đụng tới chút gì hết. Hả?